4 chiếc xe này bị lực lượng thanh tra giao thông vận tải tỉnh Hà Nam dừng phương tiện hơn 1 giờ. Các lái xe không xuất trình giấy tờ hợp lệ. Còn người chủ của 4 phương tiện này là ông Ngô Văn Bảo, công ty vật liệu mỏ đá Kiện Khê thì liên tục có hành vi cản trở công tác của lực lượng thanh tra. Giấy tờ là người chủ doanh nghiệp người ta cầm. Đấy, chứ không đưa cho lái xe, sợ là thất thoát nó bán xe thì sao? Và ông Bảo chỉ thừa nhận hành vi vi phạm cơi nới thành thùng nhưng bác bỏ việc chở quá tải. Nếu mà về vận tải thì bây giờ 1.000 cái xe là cả 1.000 cái. Chứ không một cái xe nào là không cơi lưới. Mà cơi lưới, thực ra người ta cơi lưới là người ta để chắn cho cái vật liệu nó khỏi rơi xuống đường thôi. Trái ngược với ý kiến của chủ doanh nghiệp, các lái xe lại thừa nhận không chở quá tải thì rất khó để tồn tại. Tăng không được, đang chạy canh hàng, nhưng khó. Các xe đổ xe không tăng được. Tức là các xe phải tăng thì mình mới tăng được. Dạ vâng. Không quá tải thì nhà sản xuất ra. Đấy, nhà sản xuất cái xe này đăng kiểm đăng kia như thế này chứ có phải là chúng tôi là sửa lại đâu. Thanh tra giao thông vận tải tỉnh Hà Nam khẳng định đợt cao điểm lần này các phương tiện cơi nới thành thùng và chở vượt quá thành thùng sẽ cương quyết bị hạ tải. Chỉ với 3 giờ cắm chốt, lực lượng này đã phát hiện xử lý gần 20 trường hợp chở vượt quá thành thùng. Tuy nhiên, đơn vị này cũng thừa nhận rất nhiều trường hợp vi phạm đã có hành vi chống đối. Một số trường hợp tức là không xuất trình giấy tờ, đóng cửa, bỏ xe ở đấy. Thì qua đấu tranh thuyết phục, thì một thời gian sau khi có những các cái tác động của mối quan hệ không thể giải quyết được, thì lái xe buộc phải xuất trình giấy tờ và phải chấp hành yêu cầu xử lý của lực lượng thanh tra giao thông. Để đối phó trong ngày đầu xử phạt và khi lực lượng thanh tra giao thông vận tải làm căng, các phương tiện thường trốn xử phạt bằng cách dừng, đỗ trong các trạm xăng dầu, bãi đất trống ven đường. Là một số xe, tức là khi mà thấy lực lượng thanh tra giao thông, tức là cắm chốt, thì là ém và thông báo cho nhau là không chạy nữa, hoặc là tìm đường khác để lẩn tránh cái sự kiểm soát của lực lượng thanh tra giao thông. Trước đó, từ ngày 9 tháng 4, đã có hàng loạt phương tiện tìm cách né tránh các chốt kiểm tra khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt tiến hành xử phạt xe quá khổ quá tải trên quốc lộ 5 đoạn qua thành phố Hải Phòng. Đợt cao điểm của Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Hà Nam sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 4 tới. Thế nhưng, qua ngày đầu ra quân đã phát sinh nhiều bất cập và tình trạng trốn vi phạm diễn ra nhiều. Do vậy, các lực lượng liên quan cũng cần tính lại biện pháp triển khai trên thực tế để tránh chuyện qua đợt cao điểm, rồi đâu cũng vào đấy.